tập trung chuyên môn. Em thấy chữ lớn nhất không? Em thấy chữ lớn nhất là em nhớ tới đạo hàm rồi đó. Và bài này phải xài tới đạo hàm luôn á. Rồi, vậy giờ cái này sao? Nó cho em một cái điểm mà thay đổi sao cho cái này thỏa mãn. Rồi, nói chung này là một phương trình đúng không? Cộng thêm cái này thỏa mãn nữa. Vậy giờ mình phải khai thác cái điều kiện này cái đi. MA bằng MB thì thầy để lại AM bằng BM được không? Hiểu không? Thầy muốn đặt cái điểm M phía sau để nó tránh né cái ẩn nó bị âm. Vậy giờ thầy sẽ có được là AM bình phương bằng BM bình phương. Được chưa? Rồi, vậy lấy M trừ A nha. A trừ 2 tất cả bình cộng cho B trừ 2 tất cả bình cộng cho C bình. Tại sao thầy có cái này? Thầy lấy M trừ A. A trừ 2 bình lên ra độ dài. B trừ 2 bình lên độ dài. C trừ 0 bình lên độ dài. Bằng bên kia. A trừ 2 bình lên. B bình. C cộng 2 tất cả bình. Đúng không? C cộng 2 cả bình mềm. A trừ 2 cả bình này hai cái bình viết hai giống nhau. Đúng không? B bình hai bên viết luôn nha. C bình hai bên sao? Viết luôn. Vậy nó còn lại bên gì bên đây? Nó còn lại là trừ 4B cộng 4 bằng 4C cộng 4. 4 với 4 viết luôn. Vậy là còn C bằng trừ B. Ok, mình có C bằng trừ B nha. Vậy giờ em rút em lên trên này luôn đi. C bằng trừ B, vậy suy ra được là A cộng 2B. Các em nhìn được không? C bằng trừ B, cho nên trừ C là B. Được không? Vậy này thế bằng B. Vậy này cộng B, trừ 1 bằng 0. Vậy là em sẽ có A là bằng trừ 3B cộng 1. Vậy ý tưởng đây là gì? Ý tưởng ở đây là đi tính cái góc này theo B. Sau đó sẽ đi tìm B để cái này đạt giá trị lớn nhất là xong. Ý tưởng. Em sẽ thấy nè, cái góc này nè. Cái góc này nó đang chạy. Em phải hiểu nè, AMB. Cái góc này nó đang thay đổi. Tưởng tượng được không? M có cố định không? Không, M đang chạy. Nó không hề cố định, nó chạy cả lòng vòng sao cho cái góc AMB đạt giá trị gì? Lớn nhất. Hiểu ý thầy nói không? Đó. Rồi giải thích tiếp. Vậy giờ mình sẽ tính cos của góc AMB. Nó sẽ bằng vector MA. Nhân vector gì? MB. Chia cho độ dài MA. Nhân độ dài MB. Nhưng em tính vector MA nó bị âm. Đừng tính. Nhanh cái tay lẹ cái chân đổi lại. Là gì? AM. Không. Trừ trừ ra cộng rồi. Hiểu điều thầy nói không? Rồi giờ nhân vô nha. Bằng MA là M trừ A. Đúng chưa? Vậy giờ thầy ghi lại điểm M cho em hiểu nha. Điểm M sẽ có tọa độ là ABC đúng không? Mà A là trừ 3B cộng 1. B là B. Còn C là trừ B, ổn không? Tức là cái điểm M nó sẽ chỉ còn một ẩn thôi. Đó. Rồi thế vô đây. AM, M trừ A là lấy nguyên cái này nè. Trừ cho số 2. Vậy là trừ 3B cộng 1 trừ 2 là trừ 3B trừ 1. Rồi chấm phẩy. Rồi gì nữa? B trừ 2. Gửi gì nữa? Cao là trừ B trừ 0 là trừ B. Đó. Nhân vector BM là M trừ B. Trừ 3B cộng 1 trừ cho 2 là trừ 3B trừ 1. B trừ 0 là B. Trừ B trừ 2 trừ 2 là trừ B cộng 2. Chia lại cho tích độ dài là căn của cái này bình, cộng này bình, cộng này bình. Hiểu không? Cái này bình là 3B cộng 1 tất cả bình cộng cho B trừ 2 tất cả bình cộng cho B bình. Dấu trừ bỏ đi mấy em. Này 3B cộng 1 tất cả bình cộng B bình cộng cho trừ B cộng 2, em để B trừ 2 luôn đi.
Rồi, dĩ này sao? Nhân vô. Cái này nhân cái này, cộng này nhân này, cộng này nhân này. Tích vô hướng mà. Em thấy dấu trừ không? Nhân bỏ dấu trừ luôn. Vậy này là ra 3B cộng 1 tất cả bình cộng cho B trừ 2 nhân B cộng cho trừ B. Thì em để dấu trừ đi. Trừ cho B nhân cho trừ B cộng 2. Chia lại mắc cái căn luôn. Mắc căn mấy em. Tại vì hai cái này em thấy giống nhau không? Nhưng nhau nó mắc cái căn luôn. 3B cộng 1 tất cả bình cộng cho B trừ 2 tất cả bình cộng B bình. Rồi bây giờ tụi mình sẽ thu gọn cái này lại. Ở đây mấy em có thể xếp xô đạo hàm nha. Tuy nhiên thầy thấy không ngon, không đẹp. Thầy muốn mọi thứ đều đẹp để thầy muốn giải tay hết luôn. Rồi bây giờ coi thầy xét này nha. Cái này phá ra hết trơn. Nó ra cái gì? Cái này là 9B bình cộng B bình, cộng B bình là 11B bình. Hiểu không? Cái này là 6B trừ 2B là 4B trừ 2B nữa là 2B. Còn cái này là cộng 1 hết. Ở dưới 9B bình cộng B bình, cộng B bình là 11B bình. Trừ 6B trừ 4B là cộng 2B. Cộng 1. Ơ bị gì vậy ta? Nếu vậy thì nó đâu còn gì. Bị sai gì? Coi thầy có sai gì không? À hiểu rồi. Hiểu rồi. Thầy sai chỗ này nè, cái này cộng 1, cộng 4 nữa. Là cộng mấy? Cộng 5. Vậy bây giờ em đang tìm B để cái này đạt giá trị nhỏ nhất. Giải thích tại sao này phải nhỏ nhất. Là do cái góc này cần lớn nhất. Một cái góc lớn nhất khi cái cos nhỏ nhất. Cos càng nhỏ thì góc càng lớn. Hiểu điều này không? Vậy bây giờ mình sẽ dùng đạo hàm. Mình sẽ xét một cái hàm FB bằng 11B bình cộng 2B cộng 1 chia 11B bình cộng 2B cộng 5. Lấy đạo hàm. Đạo hàm là U đạo V trừ V đạo U là ra 22B cộng 2 nhân cho 11B bình cộng 2B cộng 5. Xong rồi trừ 22B cộng 2 nhân cho 11B bình cộng 2B cộng 1 bằng 0. Xong em đặt 22B cộng 2 ra. Ở trong nó sẽ còn gì? 11B bình cộng 2B cộng 5 trừ cho 11B bình trừ 2B trừ 1. Vậy là còn nhân 4. Số 4 này mất rồi. Bao nhiêu bỏ số 4 em. Như vậy mình sẽ có B là bằng trừ 1 phần 11. Nếu B bằng trừ 1 phần 1 em sẽ có A với C. A là trừ 3B cộng 1 em thấy giùm thầy đi. Trừ 3 nhân trừ 1 phần 11 cộng 1 là ra 14 phần 11. Và C nó sẽ bằng trừ B, vậy là bằng 1 phần 11. Nó kêu tính gì vậy? A cộng 2B cộng 3C tính luôn đi. C ra A cộng 2B cộng 3C là bằng 14 phần 11 cộng cho 2 phần 11 trừ cho 3 phần 11 là còn gì? 16 trừ 3 là 13 phần 11. Kiểm tra đáp án không em? Đúng không? Hả? Coi đồng quan điểm giải không? 13 phần 1 đó mấy cuối cùng. Cộng 3C. À lộn. Cộng 3C là cộng 3. Vậy này trừ 2 phải không? Vậy ra 15 phần 1 đúng rồi. Lộn.
Rồi, vậy kết quả cuối cùng là đúng rồi đó. Bài hay quá mấy em ơi. Có ai muốn đặt câu hỏi cho này không? Đây nè, thầy sẽ biểu diễn cho em coi. A là 220, B là 202, M là trừ 3B cộng 1, B trừ B. Đây là cái góc nè. Đó. Giờ mà bây giờ cái này thay đổi thì góc này thay đổi, các em nhìn được không? M thay đổi thì góc này thay đổi. Và bây giờ M thay đổi để góc này đạt giá trị lớn nhất. Em thấy là giá trị lớn nhất là độ đâu khoảng 7 mấy độ á. Nó mới đạt giá trị lớn nhất. Đây nè, nó quay lại đây nè. 79 độ mấy. Và bây giờ nãy mình giải ra B là mấy? Trừ 1 phần 11. 79,33 độ là giá trị lớn nhất cái góc này có thể đạt được. Nghĩ ngủ thì. Và câu này là câu khó nhất lớp chơi 16. Ok, kết hợp luôn kiến thức của chương 1. Dùng đạo hàm đó em. Câu này không dùng đạo hàm là vô phương.